chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Sạt lở sau bão lũ, nhiều bản làng dưới miệng tử thần. Ngược ngàn đến bản vùng cao Sa Luân, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau những ngày mưa kéo dài do ảnh hưởng hai cơn bão số 3 và số 4, do sống ở vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, nên hàng chục hộ dân bản Sa Luân luôn trong tâm trạng thấp thỏm suốt đợt mưa bão vừa qua. Sa Luân là bản người Mông có khoảng 70 nóc nhà với hơn 300 nhân khẩu, sống rải rác dọc các sườn đồi ven sông Mã. Khi mưa lớn, lũ thượng nguồn đổ về, trên đồi đất ngậm nước chực chờ sạt, nên cả bản nằm trong diện không an toàn, phải tìm chỗ mới để định cư. Dù đã được tỉnh Thanh Hóa quyết định đầu tư khu ở mới từ năm 2021, nhưng đến nay dự án vẫn chưa xong. Mưa lũ tràn về, chúng tôi rất lo sợ. Có những trận mưa nhiều ngày, nước sông Mã cứ gầm rú sau nhà. Cả bản không dám ngủ, phải bật đèn cả đêm vì lo sạt lở, sập nhà. Anh Mua Xeo Sền bày tỏ. Do nằm ngay bên đường lộ, phía sau là sông Mã. Sau mỗi mùa mưa qua, hàng chục nóc nhà tại Sa Luân lại thêm xuống cấp, hư hỏng vì không thể sửa chữa. Cũng vì nằm trong diện di dời nên cuộc sống người dân Sa Luân cứ tạm bợ, thiếu thốn đủ đường vì chưa có điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt, nhà văn hóa. Ở Mường Lát, ngoài Sa Luân còn có hàng trăm hộ dân khác ở các bản khác, sống ở các sườn đồi, mép sông, thuộc diện di dời nhưng chờ mãi vẫn chưa có khu ở mới. Như bản Lìn, bản Tung, bản Ma Hát, xã Trung Lý, bản Ún, bản Trung Thắng, xã Mường Lý, bản Kéo Té, xã Nhi Sơn. Bản Cha Khót, xã Na Mèo, huyện Quang Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có 55 hộ với 220 nhân khẩu. Sau bão số 4, một vệt nước rộng 50-70cm, dài 300m xuất hiện trên đỉnh đồi, đe dọa 55 nóc nhà, trường học. Vết nước trên đồi ngày một lớn, có nguy cơ sạt trượt nên bà con đành phải bỏ nhà đi ở nhờ và chờ huyện dựng nhà tạm để tới ở, chứ không ai dám về. Ông Hà Văn Liệu chia sẻ. Năm nào cũng vậy, hễ trời mưa kéo dài là lũ sông Lò đổ về, nhấn chìm bản Muỗng, xã Trung Quân, huyện Quang Sơn. Vừa qua, sau mưa lũ đã xuất hiện một vết nước rộng và sâu, vắt ngang bản, khiến bà con phải bỏ của chạy lấy người. Có nhiều gia đình trong bản vừa dựng được cái nhà, giờ đã không thể ở. Có nhà đầu tư cái ao, thả được lứa cá, chưa kịp thu hoạch thì lũ tràn về cuốn đi tất cả. Chúng tôi điều kiện kinh tế khó khăn, để có kinh phí tự tìm nơi ở mới là rất khó, nếu không được nhà nước quan tâm. Ông Hà Văn Lực bày tỏ. Ông Lê Bá Lương, chi cục trưởng chi cục phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa, cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, địa phương lên phương án sắp xếp ổn định đời sống cho 2.846 hộ trên địa bàn, 9 huyện miền núi, ở khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Hiện đã có 21 dự án được các cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương, sắp xếp chỗ ở cho 707 hộ. Tuy nhiên, mới có 4 khu tái định cư đã hoàn thành, một số khu đang triển khai và có tới 9 khu chưa thể triển khai. Đề án triển khai hiện vẫn chậm so với mục tiêu đề ra. Về bố trí tái định cư xen ghép, đa số hộ dân vùng ảnh hưởng thiên tai là hộ nghèo, cận nghèo, nên việc tự tìm quỹ đất để di chuyển còn khó khăn. Về các dự án tái định cư tập trung, việc tìm quỹ đất rộng để triển khai gặp khó khăn do địa hình các huyện miền núi chia cắt mạnh, độ dốc lớn, chi phí xây dựng cao, ngân sách không đủ, ông Lương cho hay. Còn theo ông Lương Văn Liêm, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện Mường Lát, dự án tái định cư Sa Luân và các dự án tái định cư khác đều chung khó khăn là định mức vốn đầu tư cho một hộ thấp, đối tượng ở xen ghép 150 triệu đồng một hộ, hộ tái định cư tập trung 300 triệu đồng một hộ, trong khi tình hình thực tế triển khai lại rất cao. Tại Mường Lát, để tìm được mặt bằng đáp ứng các điều kiện để người dân chuyển tới ở, định cư lâu dài, rất khó khăn. Khi tìm được rồi thì khối lượng sang nền lớn, vật liệu xây dựng vận chuyển xa, giá cả cao, nên tất cả các dự án đều vượt định mức, ông Liêm giải thích. Ám ảnh khôn nguôi ở Tà Rùng sau bão lũ. Sạt lở ngày càng tăng, diễn ra nhiều nơi, khó dự báo để phòng tránh.
không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế và nhân mạng, sạt lở còn khiến hàng ngàn hộ dân năm này qua năm khác khó có thể an cư. Trở lại thôn Tà Rùng, xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, nơi mà 4 năm trước, một vụ sạt lở ập đến đã cướp đi sinh mạng 7 người dân. Chúng tôi cảm nhận sâu sắc những tổn thương dai dẳng mà thiên tai để lại, bất kể năm tháng dần qua đi. 4 năm trước, nơi này từng có một mái nhà nhỏ, có đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc, với 4 đứa con luôn miệng nói cười. Tất cả là con, cháu của ông Hồ Ra Lan. Nhưng nay, nơi này cỏ cây mọc tùm, dấu tích căn nhà còn sót lại chỉ là một mảnh tường vỡ và gạch vữa ngổn ngang. Chiều 17 tháng 10 năm 2020, mưa như nước trên trời trút xuống Tà Rùng. Quả đồi sau nhà con trai tôi bỗng nổ đùng, sạt xuống khiến cả gia đình nó không còn ai sống sót. Ông Ra Lan nén xúc động kể. Những ngày qua, tin tức về những trận sạt lở đầy bi thương ở các tỉnh phía Bắc khiến vợ chồng ông Ra Lan càng nhớ đến con, cháu của mình. Dù không dư giả gì, nhưng ông vẫn dành 500.000 đồng tích cóp để đóng góp, chia sẻ với đồng bào phía Bắc. Trong trận sạt lở năm 2020 ở Tà Rùng, gia đình ông Hồ Văn Khâm cũng bị đất đá vùi lấp gần nửa căn nhà. Vợ chồng ông may mắn kịp chạy thoát thân. Bão số 4 vừa rồi, chúng tôi phải 2 lần sơ tán đến nơi an toàn để tránh trú. Ở Tà Rùng này, hễ nghe tin mưa bão là người dân ai cũng lo sợ và ám ảnh. Ông Khâm bộc bạch. Vài ngày sau khi xảy ra những vụ sạt lở ở các tỉnh phía Bắc do ảnh hưởng cơn bão số 3 Iagi và mưa lũ khiến hơn 300 người tử vong và mất tích, chúng tôi quay lại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Nơi đây từng xảy ra 2 vụ sạt lở kinh hoàng khiến 40 người tử vong, nhiều người bị thương và mất tích. Ông Hoàng Toàn Sao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ca Thành, dẫn chúng tôi vào xóm Lũng Lì, nơi xảy ra vụ sạt lở hôm 9 tháng 9 khiến 9 người tử vong, nhiều người bị thương. Đoạn đường dài 13 km với một bên là núi cao, một bên là vực sâu hàng trăm mét, xuất hiện hàng chục điểm sạt lở đất lún sập mặt đường. Sau đợt mưa lớn kéo dài do hoàn lưu bão số 3 gây ra, đất đá trên đồi núi bị nhão. Mỗi lần đi vào xóm, đặc biệt là những ngày có mưa lớn, chúng tôi rất sợ, vừa đi vừa run vì không biết đất đá sạt xuống lúc nào. Ông Sao cho biết, tại xóm Lũng Lì, nhiều ngày sau trận sạt lở đất, khung cảnh vẫn tan hoang. Dưới chân đồi, nơi xảy ra vụ sạt lở, nhiều tài sản, đồ đạc của người dân vẫn còn bị vùi lấp dưới hàng ngàn khối đất đá. Không khí đau thương vẫn phảng phất ở xóm nghèo này, khi nhiều cháu nhỏ rơi vào cảnh mồ côi bố mẹ, những phụ nữ rơi vào cảnh mất chồng con. Quá khủng khiếp, chỉ trong giây lát, đất đá đã vùi lấp toàn bộ căn nhà của gia đình. Tôi may mắn sống sót, nhưng con trai và con dâu đã mất. Giờ thương nhất là các cháu nhỏ, cùng lúc mất cả bố mẹ, không biết sắp tới bấu víu vào ai. Bà Triệu Mùi Lai nghẹn ngào. Ông Hoàng Văn Me, trưởng xóm Lũng Lì bày tỏ, mất mát của người dân là rất lớn, giờ chỉ mong sao chính quyền sớm xây xong khu tái định cư để người dân có thể đến nơi ở mới an toàn, ổn định cuộc sống. Vụ sạt lở đất làm 9 người tử vong, tìm thấy một nạn nhân xấu số sau 16 ngày. Sáng 26 tháng 9, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, vào chiều tối 25 tháng 9, các lực lượng chức năng đã tìm thấy anh HVD, sinh năm 1991, trú tại thôn Ác Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên. Anh Dê là nạn nhân xấu số bị mất tích trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra vào ngày 10 tháng 9, khiến nhiều người tử vong và bị thương. Sau khi được tìm thấy, anh Dê được chính quyền địa phương bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng. Trước đó, như báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 2 giờ ngày 10 tháng 9 tại thôn Ác Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, xảy ra vụ sạt lở đất làm 5 ngôi nhà bị vùi lấp, 9 người thiệt mạng và mất tích, 3 người bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người cùng các phương tiện máy móc tìm kiếm các nạn nhân. Đến chiều tối ngày 25 tháng 9, thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đã được tìm thấy. Được biết, mưa lũ và sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 3 đã làm 54 người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái tử vong. Nhiều nhà ở, hoa màu, công trình giao thông bị hư hỏng, ước tính thiệt hại hơn 5.700 tỷ đồng. Ngày 14 tháng 9, thông tin từ huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất, vùi lấp nhà của 3 hộ dân.
Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, sau một tiếng động lớn, khoảng hơn 20.000 mét khối đất đã trượt từ độ cao hơn 100 mét xuống, vùi lấp hoàn toàn nhà của 3 hộ dân tại tổ 1, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Khi xảy ra sự việc, rất may người dân đã kịp hô hoán, nên tất cả thành viên trong 3 ngôi nhà đã kịp chạy ra an toàn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!